Ủa, chìa khóa chị em đang giữ không? Đúng rồi. Ủa, thấy hết đó. Trời ơi, đi ăn sinh nhật mà lén lút như gì này trời. Đi có quay clip kìa phải luôn. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Cái gì mà nó lẻ tẻ? Cái này là không có tập trước nè, cho nên là cái này mới là điểm nhấn bất ngờ. Điểm nhấn bất ngờ. Rồi không bỏ qua luôn đi. Chứ mình mà tập trước nó đều quá, ta nói là nó có chuẩn bị. Dàn dựng, dạ mình dàn dựng. Cảm ơn dễ nha, cảm ơn lớn. Chúc Thái Vinh luôn luôn tươi trẻ, mạnh khỏe và lúc nào cũng có nhiều tiền trong túi, diễn được nhiều show. Còn tôi chúc em trai của tôi ha là sẽ mỗi ngày là ca hay hơn, diễn hay hơn. Sao cầm ba cây sẽ mãi mãi là sẽ mãi mãi là nữa một anh kép xứng đáng của đoàn cái lương từ phụ lòng. Tâm tưởng sự thành. Trời ơi đúng là soạn giả chút. Tâm tưởng sự thành. Em dính là chúc chị là gọi trái đó. Sáng em mới suy nghĩ ra cái câu lý giải ở đây cái đó là hai đứa chúc làm được cái gì mong đợi cái gì sẽ làm. Chúc anh hai luôn luôn vui tươi. Cảm ơn.